Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh chiều ngày 6 tháng 5 của Đài Truyền hình Việt Nam. Những ngày này trên địa bàn một số huyện miền núi ở Nghệ An liên tiếp xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại nhiều về tài sản của người dân. Các đợt lốc xoáy đã làm 14 nhà của người dân bị sụp đổ và hư hỏng, gần 1.000 nhà dân bị tốc mái, 7 điểm trường học bị ảnh hưởng cùng nhiều diện tích hoa màu nông nghiệp hư hỏng. Các ban ngành của tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, huy động lực lượng, vật tư, ổn định trường lớp cho học sinh, giúp người dân sửa lại nhà ở bị sập, khôi phục sản xuất. Các địa phương cũng trích nguồn kinh phí dự phòng để động viên, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại và tiến hành rà soát cụ thể các hạng mục bị thiệt hại để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An hỗ trợ theo quy định hiện hành. Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải HSBC vừa đưa ra nhận định, ngân hàng nhà nước nên giảm giá đồng nội tệ và cắt giảm lãi suất để hỗ trợ xuất khẩu của Việt Nam tăng tính cạnh tranh, cũng như là khuyến khích tăng trưởng nhập khẩu, cũng như không khuyến khích tăng trưởng nhập khẩu. Lạm phát thấp là một trong những cơ sở để đưa ra động thái điều hành này trong tương lai. Về quan điểm lo ngại việc giảm giá tiền đồng làm gánh nặng nợ tiếp tục tăng, HSBC cho rằng giảm giá đồng Việt Nam không làm tăng nợ nước ngoài. Các khoản nợ bên ngoài của Việt Nam đã tăng gần mức 70 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2013, nhưng hầu hết đều là vay ưu đãi và gần một nửa hưởng mức lãi suất thấp hơn 1% có thể được gia hạn. Một hội thảo về Biển Đông vừa diễn ra tại thành phố New York, Mỹ với sự tham dự của nhiều học giả nổi tiếng, giới ngoại giao các nước và nhà nghiên cứu đến từ một số viện và trường đại học của Mỹ. Với chủ đề xung đột ở Biển Đông, luật pháp, chính trị và ngoại giao, hội thảo đã đề cập đến ba chủ đề chính: đường lưỡi bò và luật pháp quốc tế, tác động môi trường và ý nghĩa chiến lược của hành động tôn tạo, bồi đắp đang diễn ra ở Biển Đông. Nhiều học giả tham dự hội thảo đã nhất trí rằng các quốc gia liên quan cần phải tận dụng và lựa chọn các cơ hội khác nhau để giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Hội thảo do tạp chí chuyên về chính trị Journal of Political Risk tại New York tổ chức. Những tham luận tại hội thảo cũng sẽ được biên tập thành cuốn sách về Biển Đông do một nhà xuất bản ở Mỹ phát hành. Với 438 phiếu ủng hộ và 86 phiếu chống, Hạ viện Pháp hôm qua đã thông qua dự luật về việc mở rộng quyền do thám cho các cơ quan an ninh của nước này. Dự luật sẽ mở rộng quyền hạn cho các cơ quan tình báo được phép thu thập dữ liệu điện tử không giới hạn từ mạng Internet, điện thoại và các thiết bị thu hình, cũng như các phần mềm do thám khác. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đánh giá cao dự luật mới này, đồng thời khẳng định dự luật vẫn giữ nguyên các quyền tự do cơ bản và chỉ cung cấp cho các cơ quan chuyên trách những quyền hạn bổ sung để có thể đạt hiệu quả tối đa trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa khủng bố, cũng như các tổ chức tội phạm nghiêm trọng và hoạt động do thám kinh tế. Trước khi được ban hành, dự luật còn phải được Thượng viện Pháp thông qua tại phiên họp vào cuối tháng này. Mỹ đã bổ sung 4 nhân vật là thủ lĩnh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vào danh sách treo thưởng có tổng trị giá lên tới 20 triệu đô la Mỹ. 7 triệu đô la Mỹ là mức thưởng cho việc tiêu diệt Al-Qaeda, đối tượng được cho là kẻ khủng bố toàn cầu. Mức thưởng 5 triệu đô la Mỹ dành cho những thông tin dẫn tới việc tiêu diệt hoặc bắt giữ Al-Anani, người phát ngôn chính của IS. Đây cũng là mức thưởng cho ai có thông tin về Batif Razvili, đối tượng được cho là chỉ huy chiến trường của IS ở Syria. 3 triệu đô la Mỹ là phần thưởng dành cho việc tiêu diệt Al-Hadi, người đứng đầu đơn vị đánh bom liều chết. Quyết định trên của Mỹ đưa ra ngay sau khi IS thừa nhận tiến hành vụ xả súng ở bang Texas của Mỹ. Đây là lần đầu tiên IS công khai thừa nhận đã tiến hành tấn công trên đất Mỹ, đồng thời đe dọa rằng nước Mỹ sẽ phải chứng kiến các vụ tấn công lớn hơn và thảm khốc hơn. Hôm qua, mùng 5 tháng 5, cựu giám đốc bộ phận cung ứng tập đoàn dầu khí Petrobras Paulo Roberto Costa khẳng định Tổng thống Brazil Dilma Rousseff phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại lên tới hàng triệu đô la Mỹ trong thương vụ mua cổ phần của công ty Mỹ Pasadena. Một tờ báo địa phương đưa tin ông Costa, một trong 10 quan chức của Petrobras, đang bị bắt vì dính líu tới vụ bê bối tham nhũng ở tập đoàn này, đã tố cáo bà Rousseff. Ông Costa đã đề cập tới vấn đề này từ năm ngoái, nhưng bà Rousseff cho rằng bà đã cho phép thương vụ này được tiến hành bởi bà đã đọc các báo cáo kỹ thuật không chính xác. Báo cáo này do cựu giám đốc phụ trách quốc tế của Petrobras, Néstor Severo soạn thảo, người đang bị bắt do dính líu tới vụ tham nhũng trên. Ông Costa bị quy trách nhiệm làm thất thoát hàng triệu đô la Mỹ vì đã mua cổ phần Pasadena với giá cao hơn giá trị thực. Bản tin nhanh đến đây cũng xin được kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.